ZGO xin được chào các bạn. Khi thưởng thức một tách cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ với cuộc sống yên bình, không nhiều trong số chúng ta hình dung được rằng lịch sử nhân loại đã từng chứng kiến sự tăm tối đến khủng khiếp như thế nào trong suốt hành trình phát triển, khi mà con người tự phát minh ra hàng loạt các loại hình thức tra tấn tàn bạo nhất để áp dụng lên chính đồng loại của mình. Ngày hôm nay, hãy một lần nhìn lại những hình thức tra tấn đáng sợ nhất lịch sử mà vô số nhân mạng trong các thế kỷ trước đây đã từng phải gánh chịu để thấy trân trọng hơn những gì mà chúng ta đang có. Đầu tiên là máng tra tấn. Thời Trung Cổ ghi chép về một loại hình cụ có cấu tạo từ bệ gỗ lớn với hai con lăn nằm ở hai đầu. Người ta lần lượt trói tay và chân của nạn nhân vào hai con lăn đó. Khi con lăn chạy, chúng sẽ kéo giãn cơ thể của nạn nhân. Thời Trung Cổ sử dụng kiểu tra tấn này với mục đích chủ yếu để lấy lời khai của phạm nhân. Bởi vậy, máng được thiết kế với nhiều mức độ khác nhau. Nếu như phạm nhân không khai nhận, cơ thể của họ sẽ bị kéo giãn ngày càng nghiêm trọng hơn. Biện pháp tra tấn này khiến phạm nhân đau đớn tột độ về mặt thể xác. Đặc biệt, nếu máng tra tấn được sử dụng ở mức tối đa, thì chân tay sẽ bị xé toạc ra khỏi cơ thể. Và khi đó, mất mạng là điều không thể tránh khỏi. Một phương pháp tra tấn hãi hùng đáng lên án. Chính vì sự khủng khiếp đó, máng tra tấn thường khiến phạm nhân vô cùng đau đớn, buộc phải khai nhận tội mặc dù bản thân họ có thể không hề phạm tội. Không chỉ đối với nạn nhân, phương pháp tra tấn này còn khiến chính những người chứng kiến bị gặp ám ảnh cho đến tận cuối đời. Thứ hai là đóng đinh. Theo các nhà thổ địa học, đóng đinh là hình phạt có từ thời La Mã. Một trong những ghi chép sớm nhất về kiểu tra tấn rùng rợn này có từ những năm 500 trước công nguyên. Phạm nhân sẽ bị treo lên một giá chữ thập lớn. Đao phủ sẽ đóng những chiếc đinh lên bàn tay, bàn chân hoặc toàn bộ tứ chi. Quá trình hành hình thường kéo dài, lâu lâu lại đóng thêm một vài cái đinh mới, khiến nạn nhân phải chịu đau đớn khủng khiếp trong nhiều ngày trước khi tử vong vì kiệt sức hoặc mất máu quá nhiều. Thậm chí đối với những nạn nhân chịu đau tốt thì họ vẫn sẽ không thể qua khỏi vì uốn ván, do thời đó chưa chế tạo được đinh inox và cũng chưa có vaccine tiêm phòng uốn ván. Nói chung tình hình lúc đó rất là căng. Hình phạt đóng đinh thường được áp dụng với nô lệ và những người chống lại giới cầm quyền. Điển hình là trường hợp của Chúa Giê-xu đã phải chịu đóng đinh vì thách thức quyền lực tối cao của đế chế La Mã. Về sau, hình phạt đóng đinh không chỉ xuất hiện tại La Mã mà còn xuất hiện tại những nền văn minh cổ xưa áp dụng như là Ba Tư, Hy Lạp, Macedonia. Một vụ đóng đinh rùng rợn với tù nhân khiến người đời khiếp sợ đã xảy ra vào năm 332 trước công nguyên. Khi đó, Alexander Đại Đế của Vương quốc Macedonia, một số bố lão Đông Dương vẫn hay gọi ông với nghệ danh là Alexander Đại Đế, đã tiến hành chiến dịch quân sự vây hãm thành phố Tyre. Sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt, quân đội Alexander Đại Đế đã chiếm được Tyre. Dù giành thắng lợi lớn, nhưng để thể hiện uy quyền của mình, ông đã ra lệnh đóng đinh hơn 2.000 người dân Tyre ở dọc bãi biển. Phương pháp này có từ thời cổ đại, phân bố chủ yếu ở các nước phương Tây. Tuy nhiên, không ít nghiên cứu cho rằng nó vẫn đang tồn tại một cách bí mật ở ngay trong thế giới hiện đại ngày nay. Số 3 là đóng cọc. Đóng cọc còn được biết đến với tên gọi là cọc xiên người, là một phương pháp tra tấn vô cùng tàn độc mà nếu không chứng kiến thì khó có thể nghĩ là nó từng tồn tại. Nạn nhân sẽ bị giữ chặt chân và tay trong tư thế quỳ gối, không thể cử động được. Một chiếc cọc nhọn bằng gỗ được sử dụng đâm từ dưới hậu môn hoặc chỗ kín của nạn nhân. Sau đó đao phủ sẽ dựng đứng cọc lên và nạn nhân sẽ từ từ mà trượt xuống. Tùy theo trọng lượng mỗi người có thể mất đến 3 ngày mới tử vong đối với những người nhẹ ký. Thực sự chỉ là tưởng tượng thôi nhưng cũng đã cảm thấy quá thốn rồi, nên ZGO xin phép không mô tả sâu thêm. Hình phạt này thường áp dụng cho tội danh chống lại giới cầm quyền. Vào thời chiến, nhiều quốc gia sử dụng nó như một công cụ để đàn áp, khủng bố những người bất đồng quan điểm, bất tuân lệnh hoặc trừng phạt những kẻ phản quốc. Phương pháp tra tấn này được tìm thấy sớm nhất tại nền văn minh cổ Babylon từ thế kỷ 18 trước công nguyên và trở nên nổi tiếng vào thế kỷ 15 bởi Vlad III Dracula. Mặc dù là hoàng tử xứ Wallachia, nhưng vào năm 1442, vì lý do chính trị, Dracula và em trai bị vua Murad II bắt giữ làm con tin tại đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Giai đoạn bị cầm tù chính trị trong thời gian này đã khiến Dracula hình thành cái nhìn bi quan về cuộc sống. Năm 1447, đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cho Dracula việc cha và anh trai ông bị giết hại. Sau đó, vua Thổ Nhĩ Kỳ đã trả tự do cho Dracula và giúp sức để ông giành được ngôi vị hoàng thân xứ Wallachia. Việc đầu tiên Dracula làm là trả thù những kẻ đã giết cha và anh trai mình. Một ngày chủ nhật xấu trời năm 1459, Dracula cho bắt toàn bộ những người đã tham gia vào vụ ám sát cùng với cả gia đình và thân bằng cố hữu của họ. Sau đó, ông cho sử dụng hình thức đóng cọc xuyên người, gần như không sót một ai từ già đến trẻ.
việc đóng cọc xuyên người để trả mối thù cho cha và anh trai đã bắt đầu một thời đại kinh hoàng. Liên tiếp về sau, nhiều tài liệu cho rằng tổng cộng hơn 20.000 người khác đã bị Dracula hành hình, đóng cọc để giải trí trong suốt những bữa ăn của ông ta. Đến đây thì chắc chắn chúng ta càng nghe càng quen. Vâng, xin thưa với các bạn, đích thị nhân vật Macaron, bá tước Dracula huyền thoại với sở thích hút sinh tố tiết canh hàng ngày đã được mô phỏng chính xác theo các khía cạnh của vị hoàng thân xứ Wallachia này. Số 4 là con bò bằng đồng. Câu chuyện bắt đầu từ một bạo chúa khét tiếng với nghệ danh là Phalaris tại vùng đất Athens thuộc Hy Lạp cổ đại khoảng năm 560 trước công nguyên. Sử cũ chép lại rằng mẫu thiết kế đầu tiên của con bò bằng đồng được nhà điêu khắc Perillus giới thiệu cho bạo chúa Phalaris. Con bò có phần bụng trống rỗng gắn với các đường ống dẫn âm thanh kéo dài từ cổ xuống, bên trong thiết kế chỗ bám cho phạm nhân bám vào để chịu phạt. Toàn bộ con bò được đặt trên ngọn lửa lớn. Khi thực hiện hình phạt này, trước tiên nạn nhân sẽ bị cắt lưỡi bằng dao sắc, lột sạch quần áo, đặt cố định trong thân con bò. Khi ngọn lửa đốt nóng, vật liệu bằng đồng sẽ dẫn nhiệt cực nhanh, khối kim loại dần dần chuyển sang màu đỏ, khiến người ở bên trong nhanh chóng bị nướng sống. Các đường ống dẫn âm thanh biến tiếng la hét của phạm nhân phát ra ngoài thành tiếng kêu của một con bò đực. Như vậy, tiếng kêu đau đớn quằn quại của người bị tra tấn bên trong lại biến thành trò tiêu khiển của kẻ hành hình bên ngoài. Perillus cho rằng sự tinh tế này sẽ làm bạo chúa Phalaris thích thú. Perillus làm ra thứ dụng cụ tra tấn dã man như vậy để lấy lòng chủ nhân. Nhưng nhiều tài liệu cho rằng Perillus quá nhỏ đã trở thành một trong những nạn nhân bị bạo chúa Phalaris ném vào bụng con bò này. Số 5 là bánh xe tra tấn. Thời nay thể loại bánh bèo có vẻ là một hiện tượng đáng sợ. Thế nhưng nếu xét với góc độ tàn độc thì chưa là gì so với bánh xe tra tấn thời Trung Cổ. Theo các ghi chép từ xa xưa, bánh xe tra tấn đã trở thành một trong những phương pháp hành quyết khủng khiếp dưới thời của hoàng đế La Mã khét tiếng Commodus. Hình thức này cố định nạn nhân trên chiếc ghế dài, sau đó lăn một bánh xe có gai sắt lên trên cơ thể của người đó. Một đao phủ sẽ đập bánh xe vào cơ thể của nạn nhân, cuốn từ mắt cá chân lên mặt hoặc lăn theo chiều ngang của cơ thể. Bánh xe tra tấn về sau đã được sử dụng ở Pháp, dành riêng cho các tội danh phản quốc và giết người. Tại đây nó được cải tiến để nạn nhân ngồi trên một bánh xe đẩy, trong khi tay nạn nhân bị duỗi vào những chiếc gai. Tiếp đó, một thanh sắt được đưa vào để làm gãy xương khi tra tấn. Thỉnh thoảng sẽ có một đợt ân xá cho nạn nhân được ra đi một cách nhẹ nhàng với một nhát đập dùi cui vào đầu. Tuy nhiên, việc nhẹ nhàng nghĩa là đập dùi cui chẳng khác gì mãi mãi nghĩa là 2 tháng. Trường hợp đáng sợ nhất là sau khi hành hình, người ta sẽ để thi thể lên một bánh xe để người qua đường có thể quan sát việc các loài chim đến ăn xác thối. Trong truyền thống thời Trung Cổ, điều này sẽ khiến linh hồn không bao giờ lên được thiên đàng. Ở một góc độ khác, đối với các đao phủ, họ lại cảm thấy khá căng thẳng khi hành quyết phạm nhân bởi lời nguyền: kiếp trước hại người không nhặt xác, kiếp sau sẽ hóa thành thùng rác. Tuy nhiên, nếu xét kỹ lại thì lời nguyền này cũng không đáng sợ cho lắm, nên chúng ta có thể quên nó đi để dành thời gian nghiên cứu hình thức tra tấn tiếp theo. Số 6 là khung Judas. Thiết bị tra tấn này được thiết kế như một ghế ngồi hình kim tự tháp. Tù nhân sẽ bị trói tay chân vào 2 sợi dây đóng ở tường, cùng với một hệ thống dòng dọc treo lên cao, sao cho hậu môn nằm trên đỉnh của chóp kim tự tháp và được từ từ hạ xuống đỉnh chóp. Chắc chắn là một cảm giác sẽ rất thốn. Thêm nữa, trong hình thức tra tấn bằng khung Judas, 2 chân nạn nhân sẽ bị cột chặt vào nhau, nên nếu một chân cử động, chân kia sẽ đong đưa theo và làm cho anh ta càng thêm đau đớn. Mục đích của việc làm này là để lấy lời khai của tù nhân khi bắt anh ta phải chịu áp lực rất lớn từ việc co giãn quá mức tại hậu môn, gây ra sự ám ảnh tột cùng. Sau đó, nếu tù nhân còn ngoan cố thì vào buổi tối anh ta sẽ bị nhốt vào ngục, cho đến khi trời sáng thì tiếp tục lại bị đem ra hành hình. Chiếc ghế kim tự tháp lại không được chùi rửa, khiến tù nhân nếu không thiệt mạng vì đau đớn thì cũng sẽ ra đi vì nhiễm trùng. Một hình thức tra tấn đáng lên án vì không những vô nhân đạo mà quan trọng hơn nó lại còn mất vệ sinh. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại, tù nhân còn phải chịu sỉ nhục bằng cách bị lột bỏ toàn bộ quần áo, bị đao phủ chửi sấp mặt trong lúc hành hình. Có những tù nhân thậm chí chưa kịp tử vong vì hành hình thì đã thiệt mạng do quá nhục vì ăn chửi quá liều. Số 7 là chiếc nĩa Heretic. Thiết bị này thường được dùng trong các phiên tòa xét xử những người bị cho là kẻ dị giáo ở Tây Ban Nha. Nó là một thanh kim loại có 2 đầu đối xứng, trông như 2 chiếc nĩa được cố định với một sợi dây đeo bằng da quanh cổ. Một đầu của nó cắm về phía dưới cằm của người bị tra tấn, trong khi đầu kia đâm vào vùng da ở ngực của họ. Nạn nhân bị trói tay về phía sau lưng để họ không thể gỡ nó ra khỏi người. Vì được thiết kế khá ngắn nên nó không thể đâm xuyên qua bất kỳ cơ quan quan trọng nào trên cơ thể,
nên không thể khiến nạn nhân tử vong mà chỉ làm cho họ không thể cử động cổ, không thể nói, không thể ngủ vì nó gây tổn thương cho cổ. Nạn nhân luôn luôn phải nhìn lên trên, cuối cùng họ lại thiệt mạng vì sự mệt mỏi và căng thẳng đến cùng cực. Theo truyền thống, trên cây nĩa sẽ được khắc chữ Abiro bằng tiếng Latin với ý nghĩa là tôi xin rút lui và từ bỏ. Rất nhiều trường hợp, nạn nhân khi chịu đựng hình thức tra tấn này buộc phải nhận những tội danh mà họ không mắc phải chỉ vì quá đau đớn. Số 8 là kẹp ngón tay. Nếu từng theo dõi các bộ phim cổ trang của Trung Quốc, chắc chắn chúng ta từng quan sát thấy phương pháp hành hình kẹp ngón tay. Trung Quốc thời phong kiến quan niệm về sự đoan chính của phụ nữ rất hà khắc. Người bị coi là dâm phụ chắc chắn sẽ phải gánh chịu hình phạt vô cùng đau đớn. Trong nhiều giai đoạn, thậm chí người phụ nữ chỉ cười với người lạ khác giới cũng bị coi là bất chính. Quả thực, nếu cười mà thành dâm phụ thì chắc chắn việc nắm tay có bầu trong truyền thuyết cũng không thể loại trừ. Hình thức kẹp ngón tay được áp dụng trong các triều đại phong kiến Trung Quốc kéo dài tới tận cuối đời Thanh vào thế kỷ 19. Đây cũng là dụng cụ tra tấn phụ nữ phổ biến nhất trong giai đoạn này. Người phụ nữ bị nghi ngờ ngoại tình sẽ phải đặt ngón tay vào một dụng cụ với các thanh gỗ được kết nối với nhau bằng những sợi dây. Sau khi các ngón tay của phạm nhân được đặt vào giữa những thanh gỗ, người hành hình sẽ siết chặt dây. Hậu quả là các ngón tay của phạm nhân sẽ bị kẹp chặt, siết đến tận xương, dẫn đến chảy máu đầy đau đớn. Nếu nạn nhân ngất đi sẽ ngay lập tức được đổ nước lạnh để cho tỉnh lại, tiếp tục chịu đựng. Hình thức này còn xuất hiện tại các quốc gia châu Âu thời trung đại với một dụng cụ mang tên bàn kẹp tay. Chúng được thiết kế đủ mọi kích thước để nghiền nát mọi bộ phận trên cơ thể phụ nữ, từ bàn tay, bàn chân cho đến đầu gối, thậm chí là cả hộp sọ. Số 9 là tra tấn bằng chuột. Cái chết gây ra bởi hình thức tra tấn này được sử dụng đã từ rất lâu và một lần nữa vẫn lại là bởi những người La Mã cổ đại. Đến thế kỷ 17, phương thức bằng chuột này vẫn được sử dụng trong một cuộc nổi dậy tại Hà Lan. Để thực hiện hình thức tra tấn, đầu tiên người ta sẽ chuẩn bị sẵn những con chuột. Phạm nhân bị trói chặt chân tay trong tư thế nằm. Sau đó họ đặt một chiếc lồng sắt có một phía úp vào thân nạn nhân, thường là phần bụng. Phần đầu bên trên của lồng họ đặt vào những con chuột lớn, cho than đỏ hoặc các vật chất nóng từ từ chảy xuống dưới. Những con chuột bên trong sẽ lâm vào tình trạng cực kỳ hoảng loạn và tìm cách thoát ra ngoài. Khi tuyệt vọng để tìm cách thoát khỏi cái nóng, lũ chuột buộc phải công phá bề mặt mềm duy nhất mà chúng tìm thấy, đó chính là da thịt của nạn nhân. Với móng vuốt và hàm răng sắc nhọn, những con chuột nhanh chóng cắn xé da thịt nạn nhân để cố tìm đường thoát thân, từ đó gây ra sự đau đớn và kinh hoàng tột độ. Dĩ nhiên, một cái chết trong cảnh tượng đáng sợ là điều không thể tránh khỏi. Trong các tài liệu ghi chép lại, cuộc nổi dậy vào thế kỷ 16 ở Tây Ban Nha, các tù nhân đã bị tra tấn bằng hình thức này, thậm chí họ còn bị nhét than nóng vào giữa lồng ngực sau khi lũ chuột đã đục khoét cơ thể. Số 10 đó chính là phạt cười. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, và hiển nhiên khi phải cười liên tục không được dừng thì nó giống như việc phải uống cả container thuốc bổ liên tục mà không được dừng lại. Đó sẽ là một kết cục thật đáng buồn. Kiểu tra tấn phạt cười dựa trên nguyên tắc này được cho là sử dụng sớm nhất cũng vào thời La Mã cổ đại. Khi ấy người ta trói chặt phạm nhân rồi bôi lên lòng bàn chân mật ong hoặc đường trắng. Kế đến họ đưa một con dê tới và cho nó liếm lòng bàn chân ngọt ngào của phạm nhân. Khi bị tra tấn theo cách này, lúc đầu phạm nhân sẽ tỏ ra khá phấn khởi. Nhưng sau đó sự phấn khởi gia tăng và họ không thể ngừng cười, ngày càng trở nên khó hít thở và cười mãi cho tới lúc tắt thở. Tuy nhiên suy cho cùng, đây là một trong số hình thức tra tấn rất hiếm hoi giúp tử tù được cười sảng khoái trước khi ra đi. Số 11, lăng trì hay còn gọi là tùng xẻo. Hình thức lăng trì bắt đầu xuất hiện từ thời Ngũ Đại Thập Quốc, khoảng từ năm 907 đến năm 960 để trừng trị những kẻ bất kính, bất hiếu và phản nghịch. Đến thời nhà Tống, từ năm 960 đến năm 1279, hình thức này được sử dụng rộng rãi hơn và ngày càng trở nên phổ biến trong suốt nhiều triều đại sau đó. Lăng trì trong tiếng Hán có nghĩa là làm tới một cách chậm chạp hay còn gọi là tùng xẻo, tượng trưng cho hành động. Khi có một tiếng trống đánh tùng thì xẻo một miếng thịt. Những ai phạm tội phản quốc, nổi loạn, sát nhân, giết cha mẹ hoặc một số tội tương tự đều bị quy và xử lăng trì. Không có tài liệu nào chính xác mô tả lăng trì diễn ra như thế nào, nhưng dựa theo những bức tranh vẽ và tài liệu cổ thì trong quá trình tiến hành, phạm nhân sẽ bị trói vào cột. Mỗi tiếng trống vang lên, đao phủ sẽ dùng dao xẻo một miếng thịt hoặc những bộ phận nhỏ như mắt, tai, mũi, ngón tay, ngón chân trước khi cắt đến những bộ phận lớn như tay, chân, đùi và dần dần cho đến chết. Sau đó phơi ra nơi công cộng để răn đe.
Nhiều trường hợp nạn nhân phải chịu tới 3.000 nhát dao mới có thể được chết. Nguyên nhân là vì đao phủ có nhiệm vụ giữ cho tử tù không được chết trước khi đạt đến số nhát xẻo theo quy định. Dưới chế độ phong kiến, lăng trì cũng từng được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam. Trong bộ luật Gia Long thời Nguyễn quy định xử lăng trì trong những trường hợp sau: một là mưu phản, đại nghịch chống vua; hai là mưu giết ông bà, cha mẹ; ba là gian dâm, mưu giết chồng; bốn là giết một nhà ba người; năm là chặt chân tay, phanh thân thể người còn sống; sáu là đầy tớ đánh chủ nhà đến chết; bảy là vợ cố ý đánh chết chồng. Giữa vợ và chồng thì ở đây chúng ta chỉ thấy xử vợ chứ không thấy xử chồng, đủ thấy một sự bất công không hề nhẹ đối với phụ nữ trong thời phong kiến. Số 12 là ngũ mã phanh thây. Lúc đầu, ngũ mã phanh thây có nguồn gốc từ tứ mã phanh thây, xuất phát từ châu Âu. Hai trong số những trường hợp bị xử tử đầu tiên thuộc hình thức này là Francois Ravaillac năm 1610 và Robert Francois Damien năm 1757, theo như khung hình phạt mà Hoàng đế La Mã Charles V đã nêu ra trước đó. Tiếp theo, tứ mã phanh thây được sử dụng phổ biến tại các triều đại phong kiến Trung Quốc và tại các quốc gia trung đại châu Âu. Khi bắt đầu hành hình, người ta buộc tứ chi phạm nhân vào bốn con ngựa, sau đó sẽ thúc ngựa phi ra bốn hướng khác nhau, khiến bốn sợi dây bị kéo căng, làm tứ chi phạm nhân bị xé thành nhiều mảnh. Hình phạt trên được tiến hành trước công chúng, sau đó bỏ mặc phạm nhân cho chảy máu đến chết. Về sau, tứ mã phanh thây được nâng cấp thành ngũ mã phanh thây, với sợi dây thứ 5 buộc vào cổ phạm nhân, và những khu vực có điều kiện hơn thậm chí sẽ mạnh tay nâng cấp thành ngũ tượng phanh thây, tức là sử dụng voi thay cho ngựa. Vào cuối năm 1781, sự trừng phạt khủng khiếp này được chính quyền Tây Ban Nha thực hiện đối với các lãnh đạo phiến quân Peru Tupac Amaru II với mục đích răn đe trước công chúng. Bên cạnh đó là việc áp dụng cho những người phạm tội dị giáo được thực hiện bởi một số quốc gia châu Âu khác. Số 13 là điện thoại Tucker. Đây được xem là hình thức tra tấn dã man nhất trong những năm 60 của thế kỷ 20, xuất hiện ở nhà tù Tucker thuộc bang Arkansas, Hoa Kỳ, được cai ngục áp dụng cho các tù nhân không chịu phục tùng. Đó là một thiết bị kết hợp với một điện thoại quay tay kiểu cũ, có dây nối với pin điện, dây dẫn dưới mặt đất quấn quanh ngón chân cái của tù nhân, trong khi một đoạn dây khác được siết chặt, nối đến bộ phận sinh dục của người đó. Lúc này, khi điện thoại hoạt động, nó sẽ truyền luồng sốc điện qua sợi dây và gây sốc cho phạm nhân. Ở trong tù, nếu như càng có nhiều cuộc điện thoại đường dài, thì nạn nhân sẽ càng phải chịu những cơn đau lớn hơn. Vì tính chất quá dã man, hình thức này cuối cùng đã bị cấm sử dụng vào những năm 1970. Số 14. Kéo dưới thân tàu. Đây là một dạng tra tấn phổ biến đối với các thủy thủ trên biển. Nạn nhân sẽ bị buộc dây và thả xuống biển dưới thân tàu. Sau đó, khi tàu di chuyển, họ bị kéo từ mạn trái sang mạn phải hoặc bị kéo dọc theo sống tàu. Nếu kéo nhanh, nạn nhân sẽ tử vong và bị cứa đứt da thịt, mất tứ chi. Còn nếu kéo chậm, nạn nhân sẽ bị chết đuối do ở lâu dưới nước. Kiểu tra tấn này từng được cho phép thực hiện hợp pháp ở Hải quân Hà Lan, được ghi nhận lần đầu tiên trong pháp lệnh của Hà Lan vào năm 1560 và được bãi bỏ không chính thức vào năm 1853. Số 15 là tra tấn liên hoàn. Biện pháp này từng được áp dụng tại một số nhà tù khét tiếng trong thế giới hiện đại và không thể không kể đến nhà tù Phú Quốc và Côn Đảo tại Việt Nam. Nạn nhân sẽ bị tra tấn liên hoàn để trải nghiệm nhiều hình thức khác nhau trong thời gian ngắn. Hết dùng kìm để rút móng chân, móng tay, dùng dùi đục để đục gãy từng chiếc răng, rồi lại đến đổ nước, rắc vôi bột, đóng đinh, cắt ra chỗ kín, cùng đủ loại cực hình đáng sợ khác. Mặc cho những biện pháp tra tấn tàn bạo khủng khiếp mà những cai ngục đã dày công nghĩ ra, không ít người tù vẫn kiên cường chấp nhận cái chết, nhất định không chịu khai báo, vì gia đình, vì những lý tưởng riêng và chính vì tổ quốc của họ. Sự tra tấn là những hình thức man dợ do con người dành tặng cho chính đồng loại của mình, đủ thấy những thời kỳ đáng sợ trên diện rộng mà lịch sử nhân loại trải qua, giúp chúng ta trân trọng hơn cuộc sống bình yên ngày nay. Ở khía cạnh khác, theo các nhà thổ địa học, thế giới hiện đại vẫn đang tồn tại một số hình thức tra tấn đau đớn đến khủng hoảng về tinh thần, đó chính là body Samsung hoặc hình thức tra tấn thị lực đối với những thanh niên FA. Song song với đó là các hình thức tra tấn về thể xác dã man với những công cụ hành quyết huyền thoại như dép tổ ong, chổi hay điếu cày, gây sang chấn tâm lý nặng nề cho nạn nhân. Tất nhiên đây vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Bất kỳ bà con nào chưa hài lòng với những thông tin đã liệt kê hay còn những hình thức tra tấn nào khủng khiếp đáng lên án hơn, hãy mạnh dạn công bố dưới phần bình luận để cộng đồng mạng mở mang tầm mắt.
Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GH Go xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.